Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày 25 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sáng nay 25 tháng 5, tại khu công nghiệp Thái Thắng, huyện Hoàng Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn Sau Asia Knitwear Limited và công ty cổ phần tập đoàn Việt Hưng đã tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy dệt may 5X Thái Thắng. Dự buổi lễ có các đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Hoàng Hóa. Dự án nhà máy dệt may 5 x Thái Thắng được xây dựng tại cụm công nghiệp Thái Thắng thuộc địa phận xã Hoàng Thái và xã Hoàng Thắng, huyện Hoàng Hóa. Dự án có diện tích gần 8,2 ha. Tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn South Asia Nitwell Limited thuộc tập đoàn 5 X Hồng Kông làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thi công xây dựng từ cuối tháng 5 năm 1924 đến tháng 1 năm 2025. Dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động địa phương và các vùng lân cận. Thưa quý vị và các bạn, huyện Thạch Thành vừa tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. 5 năm qua, Lực lượng vũ trang huyện Thạch Thành đã phát động 18 đợt thi đua thường xuyên, 12 đợt thi đua cao điểm và thi đua đột kích gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn của Đảng, nhà nước, quân đội và địa phương. Đại hội đã đề ra các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong giai đoạn 2024-2029 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo quyết thắng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Huyện Thạch Thành vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Năm năm qua, lực lượng vũ trang huyện Thạch Thành đã phát động 18 đợt thi đua thường xuyên, 12 đợt thi đua cao điểm và thi đua đột kích, gắn vết thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn của đảng nhà nước, quân đội và địa phương. Đại hội đã đề ra các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong giai đoạn 2024-2029 với chủ đề đoàn kết sáng tạo, quyết thắng, Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thạch Thành đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 5 tại huyện Hoàng hóa, Sở khoa, học phong, Sở khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng hóa tổ chức hội thảo giải pháp lựa chọn xác định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng ứng dụng, tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp thiết tại huyện Hoàng hóa. Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, các viện, trường đại học cao đẳng và tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã tập trung vào các chủ đề xoay quanh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội tại huyện Hoàng Hóa như sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm ô cốp, du lịch cộng đồng gắn với phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, các làng nghề. Nhân dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa và huyện Hoàng Hóa đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và công nghệ. Thực hiện chỉ thị số 22 ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Ban thường vụ tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong hai năm 2024-2025. Mới đây, huyện Triệu Dân đã tổ chức phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Ngay sau buổi phát động, các đơn vị tổ chức trên địa bàn đã hưởng ứng quyên góp, ủng hộ được trên 200 triệu đồng. Cuộc vận động sẽ được thực hiện trong 2 năm, từ tháng 4 năm 1924 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025. Để đảm bảo nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng là các hội viên nông dân nghèo cận nghèo, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội. Hội Nông dân tỉnh tham gia thành viên ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, tham mưu thành lập và làm trưởng đoàn kiểm tra giám sát vốn vay ủy thác tại các đơn vị. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội ủy thác qua hội nông dân các cấp là gần 5.000 tỷ đồng, cho hơn 84.000 hội viên nông dân vay. Hôm nay 25 tháng 5, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thi nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh và phòng chống cháy nổ giỏi năm 2024 ra mắt câu lạc bộ an toàn vệ sinh lao động. Tham gia hội thi, bốn đội đã trải qua ba phần thi gồm trao hỏi, nghiệp vụ an toàn vệ sinh, nghiệp nghiệp vụ công tác, phòng chống cháy nổ. Đây là hoạt động được Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Thư viện tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Thường Xuân 3 tổ chức hưởng ứng Ngày sách với chủ đề Sách hay cần bạn đọc ngày sách và văn hóa đọc được tổ chức giúp các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách, tìm được niềm vui trong đọc sách, hình thành thói quen đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần giáo dục kỹ năng sống. Dịp này, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng hàng trăm đầu sách các loại cho Thư viện Trường Trung học Phổ thông Thường Xuân Ba. Những năm gần đây, xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh, việc các cơ sở mầm non tổ chức hoạt động xuyên hè đã dần phổ biến. Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương, những trường mầm non hoạt động trong thời gian hè có thể linh hoạt tổ chức chương trình học, vui chơi, hoạt động ngoài trời phù hợp với tình hình thời tiết. Trong suốt khoảng thời gian này, bên cạnh việc chủ động của các nhà trường, ngành giáo dục sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Có như thế, phụ huynh mới thật sự yên tâm gửi con tới trường, học sinh cũng vui vẻ khi tới lớp. Không đội mũ bảo hiểm, chạy xe sai phần đường làn đường, phóng nhanh vượt ẩu, không mang theo giấy tờ xe là những vi phạm phổ biến tại các tuyến đường ở khu vực nông thôn huyện Nga Sơn. Những vi phạm này là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Từ thực tế đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Nga Sơn đã bố trí các tổ tuần tra cắm chốt và lưu động trên các tuyến đường khu vực nông thôn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để hạn chế tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn. Ngoài việc siết chặt hơn nữa việc kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác, chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông. Tại khoa gia liễu, bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mỗi năm số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh vẩy nến chiếm khoảng 2% trong 365.000 bệnh nhân điều trị ngoại trú tại bệnh viện. Bệnh vẩy nến có những dấu hiệu đặc trưng nhưng vẫn có thể gây nhầm lẫn với một số bệnh gia liễu khác như viêm da dị ứng, vẩy phấn hồng, nấm da. Theo các bác sĩ, điều cần nhất là bệnh nhân sau khi phát hiện ra bệnh phải đến thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để nhận được sự tư vấn và điều trị phù hợp. Tiếp theo là phần tin trong nước. Hiện hệ thống cảng biển Việt Nam gồm 34 cảng, trong 30 cảng có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế, có 13 cảng có bến cảng đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương cho phép đón tàu có trọng tải lớn. Đáng chú ý, số lượng tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế tại các khu vực có bến cảng được chấp thuận trong 5 năm qua tăng trưởng rõ nét từ hơn 4.500 lượt vào năm 2019 đã tăng lên gần 5.500 lượt vào năm 2023. Phí đảm bảo hàng hải, phí trọng tải tại các cảng vụ hàng hải có tiếp nhận tàu trọng tải lớn cũng tăng từ gần 2.800 tỷ đồng năm 2019 lên 3.450 tỷ đồng năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, giám đốc điều hành dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn cho biết, vừa qua để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, chủ đầu tư đã cùng với các nhà thầu săn lớp mặt bằng, xây hệ thống nhà vệ sinh, lắp đặt lán tôn tại km 367 đoạn qua xã Phú Sơn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nguồn kinh phí xây dựng trạm dừng nghỉ tạm thời đều do các nhà thầu thực hiện dự án cao tốc làm. Bộ Y tế vừa ban hành liên tiếp 4 thông tư hướng dẫn danh mục thuốc được đàm phán giá và quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Bộ Y tế đã hướng dẫn các danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán, giá cập nhật theo các nguyên tắc tiêu chí xây dựng đảm bảo phù hợp với thực tiễn, công khai minh bạch và hiệu quả kinh tế. Ngoài ra thông tư cũng bổ sung thêm nguyên tắc tiêu chí đối với vắc cho chương trình tiêm chủng mở rộng được áp dụng đàm phán giá. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp tăng cường các hoạt động thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5, Bộ Y tế đề nghị các địa phương kiện toàn ban chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá, ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tác hại thuốc lá để tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc ngành nông nghiệp tăng cường kiểm soát các nguyên liệu thực phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thực vật sản xuất trong nước và nhập khẩu thanh tra kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh nguyên liệu thực phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thực vật trong nước và nhập khẩu xử lý nghiêm nếu có vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.